Xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đến với nhà của tôi. Đây là một mùa Giáng sinh lại về rồi. Mấy hôm nay tôi cảm nhận được một không khí Giáng sinh lan tỏa khắp nơi, từ Sài Gòn cho tới Chợ Lân mới luôn. Đặc biệt, nó đã lan tràn tới đài phim media. Giáng sinh thì đừng có rủ rú ở trong nhà. Hãy rủ người yêu của bạn tới rạp để xem phim đi. Nhớ là coi bản lồng tiếng. Biết sao không? Phim lồng tiếng coi nó liên tục, đỡ phải đọc chữ. Vì khi đọc chữ bạn sẽ bị phân tâm, không theo dõi được diễn tiến của bộ phim. Bạn không phải là Dương Tiễn có ba mắt. Tôi thì tôi thích nhóm đặc phi lọc tiếng nhất, coi vui nhất nách luôn. Thoại được biên tập rất là kỹ càng, ngay cả bài hát cũng vậy. Đặt vé phim lọc tiếng để tôi làm quà cho các cháu thiếu nhi nha. Dạ vé của ông đây. Cảm ơn rất nhiều. Khi mà các bạn đến xem những bộ phim lồng tiếng thì các bạn đã giúp cho đời sống của anh chị em diễn viên lồng tiếng ổn định hơn rất nhiều. Còn nếu không thích lồng tiếng thì vẫn còn nhiều suất chiếu phụ đề, lúc nào cũng có hai phiên bản hết. Nhớ nè, đừng có đứng phiên bản này mà chê phiên bản kia nha. Vì khi đạp đổ chén cơm của người khác là sinh lòng tà ác, coi chừng nghiệp quật. Cái miệng thì méo tai, comment bậy bạ nó thúi ngon luôn à. À, tới giờ đi phát quà. Để coi, đặc phi media. Giáng sinh tới rồi. Bạn Hiền với bạn Huyền hãy nói một cái lời chúc Giáng sinh mọi người đi. Lady first. Merry Christmas mọi người nha. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Và đặc biệt những người đang ế sẽ có người yêu như mình. Còn riêng Hiếu Hiền thì xin chúc cho cả gia đình yêu thương của mình sẽ có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, may mắn, thành công trong việc làm cuộc sống. Và quan trọng là
trong suốt một cái khoảng thời gian mà của mùa Giáng sinh á, thì những ai mà chưa có người yêu mà ế như bạn Quyền đó là sẽ có người yêu này. Sau đó là những ai mà đang yêu nhau thì sẽ ngày càng yêu hơn nè. Và những ai mà đã cưới nhau rồi thì chắc chắn là sau cái mùa mà lạnh như vậy, á là sẽ đẻ nữa nè. Để chúng ta chuẩn bị chào đón một năm mới thật là an khang và thịnh vượng. Cảm ơn hai bạn. Merry Christmas. Rồi, phòng hành chính. Chị hai ơi, Giáng sinh tới rồi. Merry Christmas. And Happy Media. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Mọi người Giáng sinh bình an. Chúc mọi người Giáng sinh an lành nha. Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh mọi người.